Ngọc Tiến và Ánh Sang xin kính chào quý vị và các bạn và rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình khởi động ngày mới hôm nay, ngày cuối tuần thật nhiều ý nghĩa, ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3, câu nói ấy từ bao đời nay đã thấm đẫm trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt. Và ngày Giỗ Tổ Hùng Vương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với người dân trong nước mà còn đối với cả kiều bào đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Đây là dịp để họ trở về quê hương, hướng về nguồn cội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây. Sinh sống và làm việc tại Vương quốc Anh gần 40 năm, nhưng 5 năm trở lại đây, năm nào ông Nguyễn Mạnh Cương cũng trở về Việt Nam tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Với ông, về đất tổ chính là hướng về quê hương đất nước, hướng về văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu sẽ góp phần gắn kết tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch luôn là một cái lời kêu gọi cho bà con người Việt Nam nước ngoài về với quê hương, về với đất tổ. Theo những cái dự án Ngày Quốc Tổ Hùng Vương khi mà phát động của chính phủ thì lại là một cái lời kêu gọi là mạnh mẽ hơn nữa. Và chính vậy năm nay thì bà con kiều bào nói chung và kiều bào Hải Phòng nước ngoài đã nô nức về với quê ăn Tết và ở lại tới tháng 3 để lên đền Hùng. Hiện có hơn 4.500.000 người Việt đang sinh sống, học tập, lao động tại 103 quốc gia vùng lãnh thổ. Để đáp ứng những mong mỏi chung của cộng đồng kiều bào hướng về quê hương Việt Nam, ý tưởng về Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu đã được khởi động. Lấy cảm hứng từ sự tương đồng, người Việt ở bất cứ nơi đâu đều có chung phong tục thờ cúng gia tiên và cả dân tộc thờ chung một tổ tiên. Đất tổ và cội nguồn dân tộc chính là tiếng gọi chung tập hợp đồng bào Việt Nam khắp năm châu và giáo dục thế hệ trẻ kiều bào về cội nguồn dân tộc. Tôi ủng hộ mô hình Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu. Tôi muốn là cái mô hình này sẽ nhân rộng lên nữa để cho các con, các cháu chúng tôi ở nước ngoài sẽ được biết và các cháu sẽ hiểu về cội nguồn của dân tộc, về dòng giống của con cháu Lạc Hồng. Tôi nghĩ là cái dự án về Ngày Giỗ Tổ Việt Nam toàn cầu thì rất là đấy là ý tưởng tốt, sáng tạo và hy vọng là nó được nhân rộng lên toàn cầu thì tất cả bà con trên Việt Kiều trên toàn thế giới sẽ nhiệt tình ủng hộ tham gia. Và cũng đấy cũng là một cái cách tốt để lan tỏa và để giới thiệu cho, và để giáo dục các cái thế hệ sinh ra ở nước ngoài. Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu không chỉ là tấm lòng của đồng bào xa xứ hướng về đất tổ, mà còn góp phần khẳng định bản sắc và vị thế người Việt và đất Việt khắp năm châu. Bên cạnh đó, dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu cũng sẽ góp phần kết nối các ngành du lịch, thương mại, ngoại giao, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Ngày 12 tháng 4, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đã đón chuyến bay đầu tiên bay thẳng từ Chiang Mai, Thái Lan đến thành phố này. Chuyến bay của hãng hàng không AirAsia khai thác chở theo 180 hành khách với tần suất bay hàng ngày. Đường bay thẳng này góp phần tạo thuận lợi hơn cho người dân miền Trung khám phá đất nước chùa vàng, đồng thời tăng cường kết nối Đà Nẵng với các nước Đông Nam Á. Theo thống kê, Thái Lan luôn nằm trong danh sách những thị trường khách lớn nhất của Đà Nẵng. Riêng quý 1 đã có khoảng 60.000 lượt khách du lịch từ Thái Lan đến với thành phố biển miền Trung Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, nếp mình bên đảo Hòn Tre rộng lớn của Vịnh Nha Trang, khu du lịch Robinson đang trở thành một trong những điểm đến mới nổi, thu hút khá đông khách du lịch đến tham quan tắm biển. Và theo ghi nhận của du khách, thì sự xuất hiện của khu du lịch này đã mang đến nét mới cho tour bốn đảo hay tour các đảo trên vịnh, vốn tồn tại hàng chục năm qua mà không có nhiều thay đổi. Vâng, sự khác biệt của khu du lịch này đó là không gian hoang sơ tĩnh lặng, điểm xuyết một vài góc tiểu cảnh trên bờ biển, nhưng cũng rất sôi động bởi các hoạt động vui chơi, giải trí vào mỗi buổi trưa hay là chiều tối. Cùng với một số khu du lịch mới đưa vào hoạt động, đảo Robinson đã làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của Nha Trang Khánh Hòa trong năm du lịch quốc gia 2019. Đầm Bấy, một vùng biển hoang sơ nằm ở phía đông nam của đảo Hòn Tre ở Vịnh Nha Trang. So với nhiều điểm đảo trên vịnh, nơi đây khá xa đất liền. Tuy nhiên, chỉ với 20 phút đi cano, du khách đã có thể khám phá nơi này. Được mệnh danh là Ốc Đảo, khu du lịch Robinson nằm tách biệt, đối diện với làng chài Đầm Bấy. Sở hữu một bãi tắm nhỏ, có chiều dài chỉ khoảng 100 mét, nhưng cảnh quan nơi đây như một bức tranh thiên nhiên thu nhỏ. Cát trắng mịn, biển êm, không một chút gợn sóng. Nước trong vắt, soi tận đáy đại dương. Nơi đây thích hợp với những du khách yêu biển đảo, muốn trốn tránh sự ồn ào, náo nhiệt, tìm về chốn hoang sơ. 3 ngày nghỉ ngơi, tắm biển, thưởng thức hải sản tươi sống, tối ngủ lều, tận hưởng không khí biển trời về đêm. Thực sự đây là một cái điểm mà để cho khách du lịch
không những của người địa phương mà người khách du lịch ở tỉnh khác tới. Một cái điểm mới rất là lý tưởng và thực sự là mình rất là thích ở đây. Tour đảo là thực sự nó đang là một cái tour gọi là đặc trưng của Nha Trang. Tuy nhiên là mình không thể là đi những cái điểm đó liên tục từ cái thời gian này qua thời gian khác một cái dài như vậy. Những cái điểm mới như Robinson như thế này thực sự là một cái gì đó mà nó làm một cái mới mẻ cái tour đảo của Nha Trang. Để du khách trải nghiệm được nhiều cung bậc cảm xúc, ốc đảo Robinson cũng có những không gian sôi động riêng. Những ai thích giải trí có thể thỏa sức chèo thuyền kayak, tham gia ba nổi nhạc sống giữa biển Flybar, dịch vụ rất đặc trưng của tour đảo trên vịnh Nha Trang. Team building cũng là một trong những thế mạnh của tour đảo Robinson, thu hút khách du lịch trẻ tuổi đi theo đoàn. Du khách cũng có thể lưu lại những tấm hình lãng mạn trên biển. Những góc máy check-in đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng, thu hút sự tò mò của khách thập phương. Nghe cái tên thì mình đã thấy rất là thú vị. Robinson mình sẽ nghĩ tới gì đó rất là hoang vu, rất là tự nhiên và hoang dã. Một cảm giác là như vậy. Thì thật ra nó đúng là như vậy. Khi từ đi từ đất liền đi với thuyền ra ngoài đây cảm giác rất là thoải mái, gọi là rất là fresh. Còn lên trên này thì cũng rất là bất ngờ vì mọi thứ khá là hoang vu, đường đi mọi thứ làm cho tụi trẻ như tụi em có những cái khung hình cũng rất là đẹp. Ngoài ra bãi biển thì rất là đẹp. Thấy mọi người trong team của em chơi cũng rất là vui. Robinson thì mang ý nghĩa nó muốn mang cho khách một sự trải nghiệm rất là tự nhiên và thoải mái trong cái sử dụng cái dịch vụ. Hiện giờ cái dịch vụ trên đảo cũng gần như là bao gồm trong cái chương trình. Và cả những trò chơi sau này đang hướng tới là các bạn được sử dụng dịch vụ hết toàn bộ khu vực đây, không phải thu vé thêm nhiều những đó mà muốn là một vé trọn gói cho các bạn chơi và cứ dịch vụ tăng thêm dần cho các bạn. Mới đi vào hoạt động, khu du lịch Robinson mỗi ngày thu hút khoảng 500 lượt khách, cao điểm lên đến gần 1.000 lượt khách. Để tour đảo thêm phong phú, du khách có thể kết hợp tour tham quan 3-4 đảo trên vịnh, lặn biển ở Hòn Mun và dừng chân nghỉ ngơi ở Robinson. Sắp tới, khu du lịch này cũng sẽ đầu tư mạnh hơn về giải trí ở loại hình team building và ba nổi quy mô lớn. Có thể thấy, các doanh nghiệp kinh doanh tour đảo truyền thống hiện đang liên kết với các khu du lịch tạo nên những chương trình tour chất lượng, có sự mới mẻ, khác biệt để hấp dẫn du khách. Xin được chuyển sang nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, khoảng từ năm 2015, mô hình trồng dâu nuôi tầm được triển khai thí điểm tại một số hộ nông dân trên địa bàn huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Sau hơn 3 năm, mô hình này đã đem lại thu nhập ổn định cho nhiều bà con nông dân. Với những kết quả đạt được, huyện Diên Khánh đang chủ trương quy hoạch và định hướng phát triển vùng trồng dâu nuôi tầm nhằm góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động nông dân và tăng thu nhập cho người dân vùng nông thôn. Trở lại xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh, nơi đầu tiên phát triển nghề trồng dâu nuôi tầm do công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mai NMC khởi xướng. Sau 3 năm, phong trào đã đến với nhiều xóm thôn, xen kẽ giữa các diện tích trồng mía là những ruộng dâu xanh ngát. Đây là ruộng dâu của gia đình ông Nguyễn Hoàng, một trong những người đi tiên phong trong phong trào trồng dâu nuôi tầm ở địa phương. Từ năm xào dâu được chuyển đổi từ diện tích trồng mía, giờ đây, mỗi tháng vợ chồng ông có thu nhập ổn định trên dưới 9 triệu đồng. Hiện tại thì cây mía thì đang như là cũng không có hiệu quả kinh tế, thì cây dâu cũng là cái cây mình thấy thay thế được. Một tháng gia đình thường làm hai lần, hai đợt nuôi, thì mỗi đợt nuôi thì thường thường là nói chung cái diện tích chưa lớn thì nuôi một hộp. Một hộp là cái lượng tầm theo cái công ty người ta bán là một hộp. Thì một hộp thì nếu như nuôi mà theo như ở nhà nuôi thường thường thì chừng cỡ 50 kg. 50 kg mà theo cái thời giá lâu nay thì khoảng là 6 triệu mấy đó. Dao động có lúc thì 7 triệu, có lúc 6 triệu, cũng có lúc 5 triệu. Cho nên là hai đợt thì bình chừng cỡ 10 triệu. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Diên Đồng, do phù hợp với trình độ kiến thức của người dân, trong khi đó vốn đầu tư tương đối ít, hiệu quả mang lại khá cao. Vì thế từ chỗ 2-3 hộ trồng tiên phong, sau 3 năm, toàn xã đã có 15 hộ chuyển sang trồng dâu nuôi tầm với tổng diện tích khoảng 10 hecta. Nhờ đó góp phần giúp địa phương giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Hướng địa phương sắp tới là một số cái giá mía thấp, nó có nhiều nguyên nhân, thì trong đó nguyên nhân về cái nhân công và cũng như là năng suất. Và do đó địa phương đang định hướng cho bà con là chuyển sang một số cây ăn quả và đặc biệt trong đó có lồng ghép và trồng dâu nuôi tầm để lấy ngắn nuôi dài. Thì hiện tại là địa phương là có thành lập hai cái tổ là liên kết để bao tiêu sản phẩm cho bà con và giữa công ty Hồng Mai và bà con Diên Đồng là cho 15 hộ. Một trong những yếu tố góp phần vào thành công của mô hình này là sự liên kết đầu tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó từ việc bán trả chậm giống dâu tầm, vật tư nông cụ, hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật,
tiêu thụ toàn bộ sản phẩm làm ra đều có doanh nghiệp hỗ trợ. Theo kế hoạch, khi diện tích vùng sản xuất tại Khánh Hòa đạt 50-100 hecta, doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết này sẽ đầu tư xây dựng nhà máy, ươm tơ lấy sợi tại địa phương để giảm chi phí vận chuyển, tăng giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là việc mở rộng diện tích trồng dâu bị hạn chế do khó khăn về nguồn vốn. Giờ bà con nông dân nhiều người rất muốn là đi theo ngành dâu tằm, thế nhưng mà cái do cái hạn chế về vốn, hạn chế về vấn đề đầu tư cũng như là hạn chế một số các vấn đề về chính sách nông nghiệp. Cho nên cái mong muốn của bà con bây giờ là chúng tôi được biết là mong muốn bây giờ là có cái sự hỗ trợ đầu tư tốt nhất của cơ quan quản lý nhà nước vào các cái lĩnh vực về phát triển nông nghiệp và đặc biệt là ngành dâu tằm. Sau thành công của mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Diên Đồng, mô hình trồng dâu nuôi tằm đã được nhân rộng tại địa phương khác. Theo báo cáo của trạm khuyến nông và khuyến lâm huyện, từ 120 triệu đồng nguồn kinh phí khuyến nông, huyện Diên Khánh đã phát triển 7 hectare tại 8 xã trên toàn huyện. Đó là chưa kể đến diện tích do người dân tự trồng. Qua 3 năm, tổng diện tích đầu tư của khuyến nông là 7 hectare, tập trung ở chủ yếu là ở Diên Đồng. Trong ngoài ra thì có đầu tư để thăm dò ở các xã vùng lân cận là Diên Xuân, Diên Lâm, Diên Thọ, Suối Tiên, Suối Hiệp và Diên Sơn. Thì đến hiện nay thì cái cây dâu nằm trên địa bàn Diên Khánh mà trồng trèm khoảng 15 hectare. Không những cây dâu nó phát triển ở Diên Khánh mà nó còn phát triển ở Khánh Vĩnh, rồi phát triển ở Ninh Hòa. Ninh Hòa thì nó tập trung ở Ninh Thượng. Hiện tại, huyện đang định hướng quy hoạch và phát triển vùng trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn. Vì vậy, địa phương đang xúc tiến thành lập các tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm có liên kết đầu tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ổn định lâu dài với doanh nghiệp, đồng thời đề xuất để đưa cây dâu tằm vào danh mục chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Liên hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Coop cho biết, từ tháng 5 năm 2019, hệ thống bán lẻ của Sài Gòn Coop trên cả nước sẽ hoàn toàn ngưng kinh doanh sản phẩm ống hút bằng nhựa. Hệ thống bán lẻ của Sài Gòn Coop gồm Coopmart, Coopstra, Coopfood, Coopsmile, Cheers sẽ ngưng kinh doanh sản phẩm ống hút bằng nhựa từ tháng 5 năm 2019. Sài Gòn Coop sẽ khuyến khích khách hàng mua và sử dụng ống hút giấy, ống hút gạo thân thiện với môi trường hoặc lựa chọn các loại ống hút bằng inox, thép an toàn, thủy tinh dành cho cá nhân có thể sử dụng nhiều lần. Nhà bán lẻ này cũng chủ động loại bỏ các loại ống hút nhựa đến kèm cùng các sản phẩm nhãn hàng riêng, đồng thời yêu cầu các gian hàng thuê mặt bằng trong khu tự kinh doanh hạn chế tối đa sử dụng ống hút nhựa. Từ năm 2011, Sài Gòn Coop cũng đã thay túi ni lông khó phân hủy thông thường bằng túi ni lông tự hủy. Chúng tôi đã từng phản ánh một trào lưu rất đáng chú ý trên thế giới, đó là trào lưu thử thách để thay đổi, hay nhiều người còn gọi là trào lưu dọn rác đã lan tỏa và được giới trẻ Việt Nam hưởng ứng tích cực. Khi theo dõi trào lưu này, nhiều người đã băn khoăn là bởi thường là vòng đời của các trào lưu chỉ kéo dài vài ngày, vài tuần và sau đó thì biến mất. Tuy nhiên, thật đáng mừng, trào lưu dọn rác tại Việt Nam đến nay vẫn chưa hề giảm nhiệt. Ngày nghỉ, không ngủ muộn, không đi chơi mà các bạn trẻ này rủ nhau đi dọn rác. Điểm tập kết là bãi rác chân cầu Xuân La của huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đủ các loại rác thải sinh hoạt, thậm chí các vật liệu xây dựng thừa cũng bức tử khu vực này từ mấy năm nay. Rất là mệt luôn, tại vì cả tuần thì chỉ có ngày chủ nhật thì mình được nghỉ ấy. Nhưng mà mình thấy là cái chương trình này rất ý nghĩa, vừa để dọn dẹp sạch cái cho quê hương của mình, cũng là để cho mọi người có cuộc sống tốt hơn. Đáng chú ý hơn, phong trào đã lan tỏa và thu hút được sự tham gia của chính những người sống xung quanh bãi rác này. Chỉ khi vất vả cúi xuống nhặt rác mới thấy ý thức hơn khi vứt rác bừa bãi. Rất là hưởng ứng thôi. Thì chúng ta góp sức, mỗi người góp tay một ít thì là ta dọn ra vệ sinh môi trường thì nó sạch sẽ hơn. Và đây là thành quả của các bạn trẻ sau buổi sáng chủ nhật. Bãi rác tồn tại từ nhiều năm qua, ô nhiễm cả dòng sông đã được dọn dẹp thành công bởi trào lưu thử thách để thay đổi. Không phải tất cả chúng ta đều có thể làm được những điều lớn lao, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé mà ý nghĩa. Làm một cái trend là before và after thì mình cũng muốn là thực hiện một cái thử thách như thế để mình có thể giúp đỡ dọn được một cái bãi rác nào đó. Và để duy trì cái chương trình này của mình thì mình sẽ tiếp tục tìm kiếm những bãi rác mà chưa được ai dọn và những cái bãi rác nó gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, thì mình sẽ tiếp tục lại tập hợp đội để đi dọn những cái bãi rác như thế.
Bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng là địa danh tiếp theo nằm trong danh sách thay đổi ngoan mục nhất nhờ thử thách dọn rác. Lần thứ nhất chỉ có 8 người, 10% rác thải được thu dọn. Lần thứ hai, 40 tình nguyện viên xử lý 20% rác thải. Và lần thứ ba, 100 người đem đến một kết quả đáng kinh ngạc. 90% bãi rác khổng lồ từng thấy ở núi và biển Sơn Trà đều đã được xử lý. Xuất hiện ở Việt Nam đến nay đã hơn một tháng, trào lưu dọn rác vẫn chưa hề giảm nhiệt và đang tiếp tục lan tỏa nhanh chóng. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn là do rất nhiều người ở Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ, họ đã ngứa mắt giấy rác rất là lâu rồi. Và khi mà có trào lưu này thì nó đã làm cho họ bớt ngại ngùng khi họ cứ phải bị đánh giá là đi làm thấy bị đánh giá làm màu làm gì đó. Rất nhiều người họ đã tham gia vào hơn. Đáng mừng nhưng nhiều người cũng cho rằng trào lưu dọn rác thực sự không phải là một giải pháp bền vững. Còn trào lưu nghĩa là chúng ta còn quá nhiều rác. Gốc rễ của vấn đề phải xuất phát từ ý thức của mỗi người. Đã đến lúc việc xả rác bừa bãi và thói quen dùng túi ni lông và các sản phẩm từ nhựa cần phải được dừng lại. Với việc ứng dụng hệ thống phẫu thuật robot hiện đại vào việc điều trị bệnh, từ năm 2017 đến nay, Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh đã phẫu thuật thành công cho hơn 200 trường hợp bệnh nặng, chẩn đoán khó hồi phục nếu như phẫu thuật theo cách thông thường. Tại hội nghị khoa học thường niên năm 2019 mới đây, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết là một trong những bệnh viện đầu tiên trong cả nước ứng dụng phẫu thuật robot. Từ năm 2017, bệnh viện đã đưa phẫu thuật robot vào hoạt động như một phương pháp thường quy tại các khoa như ngoại tiết niệu, ngoại tiêu hóa, ngoại gan mật tụy, ngoại lồng ngực, ung bướu. Phẫu thuật bằng robot linh hoạt đã tiếp cận đến những khu vực mà bàn tay của các bác sĩ không thể tiếp cận, với nhiều lợi ích so với phẫu thuật thông thường như thời gian ở viện ngắn hơn, sau khi phẫu thuật ít bị đau hơn, ít nguy hiểm vì nhiễm trùng hơn, ít mất máu hơn, đường mổ nhỏ hơn, mang lại tính thẩm mỹ cao, hồi phục các hoạt động thường ngày nhanh hơn. Công nghệ robot đã giúp bệnh viện phẫu thuật thành công hơn 200 ca bệnh nặng. Bệnh viện mắt Trung ương cho biết mỗi ngày số lượng bệnh nhân đến khám tại đây do đau mắt đỏ đang tăng nhanh, đặc biệt có nhiều ca khi thấy mắt sưng đỏ lại sử dụng thuốc sai cách gây hậu quả nặng nề. Từ đầu tháng 4 cho đến nay, mỗi ngày Bệnh viện mắt Trung ương tiếp nhận trên dưới 200 trường hợp bị đau mắt đỏ do virus. Nhiều bệnh nhân còn tự ý tra thuốc nhỏ mắt có chứa kháng sinh để nhanh khỏi bệnh gây biến chứng. Đặc biệt, nhiều trường hợp khi thấy mắt đỏ đã vội vàng mua thuốc để sử dụng mà không cần biết có phải đau mắt đỏ hay không. Các bác sĩ cho biết, thời tiết bước vào mùa nắng nóng là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh, trong đó có bệnh đau mắt đỏ. Thông thường, dịch đau mắt đỏ vào mùa tại miền Bắc khoảng tháng 9, tháng 10. Tuy nhiên, bệnh cũng thường xuất hiện rải rác trong năm và đặc biệt trong giai đoạn vào hè, số lượng bệnh nhân mắc cũng sẽ tăng nhanh hơn. Các bác sĩ khuyến cáo, thời điểm hiện tại, bệnh đau mắt đỏ có thể lây lan nhanh chóng, đặc biệt khi các dịp nghỉ lễ, các khu vui chơi sẽ tập trung nhiều người. Virus gây bệnh đau mắt đỏ phát triển mạnh và phát tán trong không khí, khiến bất cứ ai cũng có thể mắc bệnh. Sau đó lây lan nhanh qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh qua đường hô hấp, nước mắt, nước bọt và bắt tay. Đặc biệt người dân khi mắc bệnh tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại thuốc kháng sinh trên thị trường, cần phải sử dụng thuốc có chất lượng theo chỉ định của bác sĩ. Khi có dấu hiệu đau mắt có thể sử dụng nước muối sinh lý để vệ sinh mắt. Mỗi sáng thứ bảy hàng tuần nằm trong một con ngõ nhỏ ở Hà Nội, quán cà phê với cái tên đầy chất thơ Mơ Phố là nơi tổ chức phục vụ khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho những người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. 8 giờ sáng thứ bảy hàng tuần, không khí ấm áp khẩn trương bao trùm trạm xá mini để khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người. Tham gia những buổi tư vấn sức khỏe và khám chữa bệnh như thế này, các bác sĩ và tình nguyện viên đều cảm thấy hạnh phúc khi được dành ngày nghỉ cuối tuần của mình tham gia vào hoạt động khám chữa bệnh thiện nguyện. Đến với trạm xá mini, người bệnh được tư vấn sức khỏe, siêu âm ổ bụng, khớp, xét nghiệm tiểu đường, nội soi, tai mũi họng, khám tổng quát và cấp thuốc miễn phí. Không chỉ là những người dân sinh sống trong thành phố, đến với trạm xá mini còn có những người bệnh đến từ các tỉnh xa và tất cả đều cảm thấy rất hài lòng khi được chăm sóc ân cần. Là một tổ chức tình nguyện với nhiều bác sĩ đến từ những bệnh viện lớn tại Hà Nội và đông đảo lực lượng tình nguyện viên có chung tấm lòng thiện nguyện, những hành động của Hội Bác sĩ Tình nguyện giúp mỗi người cảm thấy ấm áp và thấy yêu Hà Nội hơn từ những điều giản dị. Bệnh viện Bạch Mai vừa thông tin một sự việc một phụ nữ 25 tuổi tử vong do hút mỡ bụng. Theo đó, tối ngày 5 tháng 4, một bệnh nhân 25 tuổi ở Phú Thọ đến Bệnh viện An Việt để hút mỡ bụng và tạo hình thành bụng mini. Sau khi bệnh nhân vừa được gây tê tủy sống để thực hiện thủ thuật, thì có biểu hiện bất thường, trụy mạch, ngừng thở. Bệnh viện An Việt đã cấp cứu ngay tại chỗ theo phác đồ sốc phản vệ. Rạng sáng 6 tháng 4, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu do thiếu máu não, phù não nặng. Chiều ngày 10 tháng 4, bệnh nhân tử vong. Bước đầu nghi ngờ bệnh nhân tử vong do sốc phản vệ.
Sở Y tế Hà Nội đã đình chỉ hoạt động phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại Bệnh viện An Việt và yêu cầu bệnh viện thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá vụ việc. Trước khi đến với những thông tin thế giới đáng chú ý, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua thông tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục khởi động ngày mới với phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Nga có thể và cần phải trở thành trung tâm đẳng cấp thế giới. Dự án sẽ tiêu tốn khoảng 390 triệu đô la Mỹ và tạo ra gần 20.000 việc làm. Phát biểu khi đi thăm nhà máy chuyên sản xuất động cơ tên lửa ở ngoài ô Moscow, Tổng thống Putin nhấn mạnh Moscow muốn công trình trung tâm vũ trụ quốc gia trở thành nơi có thể tập trung tiềm năng giáo dục và khoa học của nước Nga. Theo ông Putin, dự án có giá trị khoảng 25 tỷ rúp, tương đương với 390 triệu đô la Mỹ và có thể tạo ra 20.000 việc làm cao cấp mới. Dự kiến đến năm 2022 sẽ có bản phác thảo trung tâm. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng tất cả không chỉ dành riêng cho ngành vũ trụ, mà bên cạnh đó còn phải bố trí cùng các lĩnh vực phụ cận như khoa học vật liệu. Sau nhiều tháng đàm phán, ngày 12 tháng 4, Malaysia và Trung Quốc đã nhất trí nối lại dự án xây dựng tuyến đường sắt trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, giảm gần 1/3 chi phí so với ước tính ban đầu. Theo thông báo của văn phòng Thủ tướng Malaysia, hai bên đã nhất trí cắt giảm chi phí cho dự án kéo dài 688 km này từ mức 15 tỷ đô la Mỹ ban đầu xuống còn 10 tỷ 700 triệu đô la Mỹ. Sự cắt giảm này được cho là sẽ đem lại lợi ích cho Malaysia, giảm bớt gánh nặng lên tình hình tài chính của nước này. Các chi tiết cụ thể của thỏa thuận mới sẽ được công bố thêm vào ngày 15 tháng 4 tới. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết giới chức hai nước vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ về dự án. Bắc Kinh hy vọng hai bên có thể nối lại dự án trong thời gian sớm nhất. Dự án tuyến đường sắt bờ đông được khởi động từ năm 2017 nhằm kết nối bờ biển phía đông với tuyến đường thủy nhộn nhịp qua eo biển Malacca ở phía tây Malaysia. Hồi tháng 7 năm ngoái, Malaysia đã tạm ngừng dự án này. Bất chấp những tranh cãi về đạo đức liên quan đến kỹ thuật thụ thai, ngày 11 tháng 4, một bé trai được tạo ra từ ADN của ba người đã chào đời tại Hy Lạp. Em bé chào đời mang ADN của bố mẹ ruột cùng người phụ nữ hiến trứng, nặng 2,96 kg, sức khỏe ổn định. Theo Trung tâm Đời sống Hy Lạp, mẹ của em bé 32 tuổi đã trải qua 4 cuộc thụ tinh trong ống nghiệm nhưng không thành công. Do đó, các nhà khoa học Hy Lạp và Tây Ban Nha đã sử dụng trứng của người mẹ trên và một phụ nữ khác cùng tinh trùng của người bố, sau đó truyền vật liệu di truyền cùng với nhiễm sắc thể của người mẹ sang trứng của người hiến, vốn đã bị loại bỏ vật liệu di truyền trong một quá trình mà nhóm khoa học nhận định là cuộc cách mạng y khoa. Trứng này sau đó sẽ được đem đi thụ tinh cùng tinh trùng của người bố trong ống nghiệm. Đây là lần đầu tiên ca thụ tinh trong ống nghiệm sử dụng ADN của ba người. Sở thú Copenhagen, Đan Mạch mới đây đã đón chào hai cá thể gấu trúc đầu tiên. Cặp gấu trúc là món quà mà Trung Quốc dành cho Đan Mạch, thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước trong những năm qua. Cặp gấu trúc quý hiếm mang tên Sinner và Mausen, món quà được ví như biểu tượng của hòa bình mà Trung Quốc dành tặng cho nữ hoàng Đan Mạch. Cặp gấu trúc khoảng 6 năm tuổi, gồm một đực và một cái, sẽ được nuôi tại một ngôi nhà mới, xây dựng trị giá lên tới 24 triệu 200 ngàn đô la Mỹ. Chúng sẽ được cho ăn tre trồng ở miền Nam Đan Mạch. Tuy được coi như là món quà, nhưng trên thực tế thì Trung Quốc chỉ cho Đan Mạch mượn cặp gấu trúc của mình trong vòng 15 năm. Một trong những địa danh lớn không thể bỏ qua khi tới Hàn Quốc được nhiều người lui tới chính là Cung điện Hoàng gia Gyeongbok Cung ở Seoul, Hàn Quốc. Cung điện này sẽ mở cửa cho khách du lịch vào ban đêm bắt đầu vào cuối tháng này. Cung điện sẽ bắt đầu mở cửa buổi tối từ 7 giờ đến 9 giờ 30 phút từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5, đúng dịp diễn ra lễ hội văn hóa hoàng gia Hàn Quốc. Giá vé là 3.000 won, tương đương khoảng 2,5 đô la Mỹ. Tuy nhiên, du khách mặc hanbok truyền thống của Hàn Quốc được vào cửa miễn phí. Sau lễ hội, cung điện sẽ mở cửa muộn trong 2 tuần cuối mỗi tháng cho đến hết tháng 10.
ngoại trừ tháng 8. Đây là cung điện lớn nhất Hàn Quốc, được xây dựng vào năm 1395, là nơi hoạt động triều chính của rất nhiều triều đại trong lịch sử của vương triều Joseon. Trước những quan ngại rằng việc Anh rời khỏi EU sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch đang phát triển của đất nước, mới đây, một cơ quan chính phủ của Bồ Đào Nha đã khởi động chiến dịch Welcome nhằm chào đón hàng ngàn du khách Anh tới nước này du lịch. Theo thống kê, du khách Anh chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường du lịch Bồ Đào Nha ở mức 20%. Tuy nhiên, việc đồng bảng Anh giảm giá và lên xuống thất thường trước những diễn biến Brexit đã khiến cho những địa điểm ngoài Eurozone như Thổ Nhĩ Kỳ trở thành điểm đến hấp dẫn hơn với du khách từ xứ sở sương mù. Nhằm hạn chế những thiệt hại, chiến dịch của Bồ Đào Nha được đưa ra vào tháng trước, khẳng định nước này sẽ luôn chào đón du khách Anh dù có hay không có Brexit. Bồ Đào Nha sẽ không bao giờ rời bỏ bạn là khẩu hiệu chính của chiến dịch do Turismo de Portugal khởi xướng. Thông qua mạng xã hội và các nền tảng kỹ thuật số khác, chiến dịch này đã tiếp cận được gần 6 triệu người Anh. Bồ Đào Nha trước đó tuần tuyên bố du khách Anh sẽ không cần thị thực tới nước này, ngay cả trong trường hợp Brexit không thỏa thuận. Ngoài ra, một số sân bay sẽ mở các quầy làm thủ tục riêng để du khách Anh dễ dàng nhập cảnh. Tái chế rác thành túi xách thời trang, đó là ý tưởng vừa được một nhà thiết kế trẻ đến từ Thái Lan hiện thực hóa khi nhận thấy cơ hội kinh doanh từ hàng triệu tấm băng rôn áp phích bị vứt đi sau chiến dịch vận động tranh cử tại đất nước chùa vàng hồi tháng trước. Đây là những chiếc túi sặc sỡ được tái chế từ các áp phích vận động tranh cử. Do đó, không chỉ đơn thuần là túi xách mà nó còn chứa đựng những thông điệp từ nhà thiết kế. Tôi từng nghĩ chính trị là thứ gì đó rất xa vời đối với mình, nhưng giờ tôi nghĩ chính trị là điều gần gũi với tất cả mọi người. Tôi hy vọng sản phẩm của mình sẽ khuyến khích các chính trị gia hướng tới giải pháp thương đường thay vì chia rẽ sâu sắc như trong quá khứ. Nhà thiết kế trẻ tuổi này đã thu lượm khoảng 400 tấm áp phích tại thủ đô Bangkok. Đa số các thiết kế khắc họa nét đặc biệt trên khuôn mặt của các chính trị gia nổi tiếng hoặc các câu khẩu hiệu vận động tranh cử bắt mắt. Vì được làm từ chất liệu nhựa dẻo, nên những chiếc túi thời trang này có thể chống thấm nước và có độ bền cao. Giá cho mỗi chiếc là hơn 24 đô la Mỹ và được bán cho tới khi nào hết hàng. Té nước cùng những chú voi của người dân Thái Lan và khách du lịch là một trong những hoạt động thường niên trong lễ hội té nước mừng năm mới Songkran ở Thái Lan. Lễ hội này chính thức diễn ra từ ngày hôm qua 13 tháng 4. Năm mới ở Thái Lan khởi đầu bằng lễ hội té nước Songkran. Theo truyền thống, lễ hội đánh dấu bằng hoạt động vấy nước lên các bức tượng Phật. Người dân mặc áo hoa, bật nhạc, hò reo, nhảy múa và té nước vào nhau. Người dân Thái Lan tin rằng ai càng được té nhiều nước, người đó càng có nhiều may mắn trong năm mới. Nhiều năm trở lại đây, lễ hội dần trở thành cuộc chiến nước với những chú voi, thu hút du khách khắp nơi đổ về thủ đô và những thành phố lớn ở Thái Lan. Tết cổ truyền Songkran ở Thái Lan năm nay diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 4. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình khởi động ngày mới hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 6 giờ sáng mai trên kênh KTV. Xin kính chào tạm biệt.